Thưa quý vị, năm 2023, Lạng Sơn là một trong 7 cơ quan đơn vị trên toàn quốc đạt giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc. Trước đó, cũng theo báo cáo xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022, tỉnh Lạng Sơn đứng thứ 6 toàn quốc về xây dựng chính quyền số. Điều này cho thấy, thời gian qua, công tác xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ và đạt hiệu quả tích cực. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung này trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục Cảnh báo số. Hướng tới kỷ niệm 2 năm thành lập và phổ cập kiến thức về những công nghệ mới. Mới đây, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức diễn đàn Blockchain và AI của cách mạng tương lai. Sự kiện gồm có 2 phiên với chủ đề đối thoại góp ý xây dựng khung pháp lý VASP, Blockchain và AI của cách mạng tương lai. Đây là cơ hội đặc biệt thúc đẩy hợp tác, phát triển, tháo gỡ các vấn đề khó khăn hiện tại, cũng như góp ý về chính sách pháp lý nhằm quản lý VASP tại Việt Nam, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn quốc gia và thông lệ quốc tế. Tại sự kiện, Hiệp hội cũng đã cho ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo. Đây sẽ là đơn vị tiên phong vì giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ số. Viện cũng công bố chiến lược phổ cập blockchain AI tới 1 triệu người dân Việt Nam nhằm nâng cao năng lực người lao động, hiệu quả công việc, giảm chi phí cho các tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế, chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, sau đó rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau. Thủ đoạn của các đối tượng thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc sinh viên các trường cao đẳng, đại học nhờ thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Sau khi mở tài khoản, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập Internet Banking, SIM điện thoại đăng ký tài khoản, thẻ ngân hàng cho đối tượng. Đối tượng sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng này vào các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trở lại với nội dung chính của chương trình với câu chuyện chuyển đổi số tại Lạng Sơn. Thưa quý vị, thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên triển khai thành công nền tảng cửa khẩu số, nền tảng điện toán đám mây Make in Việt Nam với tên gọi Lạng Sơn Cloud. Đây cũng là tỉnh đầu tiên triển khai ứng dụng công dân số với tên gọi Công dân số xứ Lạng trên quy mô toàn tỉnh. Đối với tỉnh Lạng Sơn, tinh thần chuyển đổi số được lan tỏa đến 100% các sở, ban ngành của tỉnh, cùng với 11 huyện, thành phố, 200 xã, phường, thị trấn và 1.658 thôn, tổ dân phố. Giờ đây, những người dân như chị Lộc Thị Hải, thường trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, có thể ngồi tại nhà đăng ký thủ tục hành chính trên ứng dụng công dân số xứ Lạng, sau đó tới trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để nhận kết quả. Em chào chị ạ. Chị ơi, em muốn xin lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ạ. Em tên là gì và em nộp hồ sơ trực tuyến hôm nào rồi? Vâng, em đã cài đặt trên ứng dụng trực tuyến công dân số xứ Lạng rồi ạ. Rồi, để chị kiểm tra hồ sơ nhé. Có rồi em ạ, chị nhận được hồ sơ của em rồi. Và hồ sơ của em cũng đã có đầy đủ các giấy tờ như là tờ khai về cấp giấy xác nhận hôn nhân này, thẻ căn cước công dân photo này. Nói chung là giấy tờ mà em nộp trên dịch vụ công thì là đầy đủ rồi. Thì chị sẽ tiếp nhận hồ sơ và chị thực hiện các bước. Sau đó thì chị chuyển cho lãnh đạo ký số rồi chị trả kết quả cho em. Bây giờ người dân chỉ cần đăng ký kê khai trên hệ thống điện tử, sau đó đến nhận kết quả, không mất thời gian chờ đợi, giảm thời gian đi lại, di chuyển tôi thấy rất thuận lợi và tiện cho người dân ạ. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đổi mới cơ chế một cửa liên thông, Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong quý 1 năm 2024, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hợp Thành đã giải quyết 63 hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo trước thời hạn và đúng hạn. Trước đây thì do là chữ ký trực tiếp thì còn thứ nhất là về thời gian, thứ hai là tốn kém về cái cơ sở vật chất. Đến thời điểm này thực hiện chữ ký số thì rất là bản thân tôi thì rất là thấy hiệu quả, đặc biệt là các cán bộ công chức chuyển văn bản qua hệ thống và trực tiếp là tôi chữ ký số trên hệ thống thì
rất là nhanh gọn. Bên cạnh đó thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã cũng còn có những cái khó khăn vướng mắc, đặc biệt là về cơ sở vật chất cũng cơ bản là đáp ứng được theo nhu cầu. Tuy nhiên thì về hệ thống liên quan đến đường truyền thì đôi lúc cũng còn có những cái như là chập chờn, cũng ảnh hưởng đến công tác giải quyết thủ tục hành chính. Và hai nữa là người dân đến liên hệ làm thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến cũng còn có những cái khó khăn, chủ yếu là cán bộ công chức là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là hướng dẫn. Chính vì vậy cũng khó khăn liên quan đến công tác thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lạng Sơn, người dân đến giải quyết thủ tục hành chính đã có nhiều thuận lợi hơn. Công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hàng ngày trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống thông tin quản lý văn bản điều hành. Các hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm đều được số hóa và thực hiện luân chuyển trên hệ thống để đến các sở ngành thực hiện thủ tục hành chính. Việc ứng dụng các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh thì có thể thấy là công chức viên chức họ sẽ quản lý được công việc của mình một cách rõ ràng hơn, kiểm tra được các cái thông tin về hồ sơ thủ tục hành chính mà mình đã thực hiện tiếp nhận trong ngày, cũng như tiến độ tình hình xử lý giải quyết của thủ tục hành chính đến đâu để đôn đốc các phòng chuyên môn hoặc là tham mưu lãnh đạo có phương hướng giải quyết thông tin cũng như thông tin cho người dân một cách kịp thời. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cũng giúp cho việc liên thông luân chuyển hồ sơ giữa các sở ban ngành cũng như là giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với các hệ thống thủ tục hành chính của các bộ ngành một cách dễ dàng. Ngay khi mới đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin như hệ thống nói số, hệ thống loa gọi tự động hay hệ thống máy tính hỗ trợ tra cứu thông tin, màn hình tuyên truyền. Các thủ tục hành chính được niêm yết bằng mã QR, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tra cứu, tìm hiểu cách thức thực hiện các thủ tục hành chính. Trung tâm cũng đã triển khai cấp chữ ký số miễn phí để người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban tỉnh ban hành một số quyết định về đẩy mạnh cái việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm như trên địa bàn tỉnh. Có thể kể đến như là quyết định thí điểm chỉ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính tại trung tâm, hay là quyết định cắt giảm thời gian thực hiện đối với lại các thủ tục hành chính khi thực hiện trực tuyến so với thực hiện trực tiếp. Thực hiện chuyển đổi số tại trung tâm đã được người dân, tổ chức đến trung tâm quan tâm thực hiện đồng lòng trong việc là ứng dụng sử dụng các cái hệ thống cũng như là chuyển đổi số tại trung tâm, và từ đó lan truyền cho nhiều người dân khác trên địa bàn trong việc thực hiện chuyển đổi số. Rất chi là thuận tiện, nhanh, giải quyết mình không phải đi lại nhiều á. Mọi cái nó nhanh gọn hơn, thời gian nó rút ngắn hơn. Bản thân tôi cũng là một cán bộ công chức thì thấy tiếp cận là cũng không có cái gì vấn là vất vả cả, vướng mắc gì cả. Tôi rất là thấy thuận tiện. Tôi mong muốn là tiếp tục được nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cho, nhất là các cái cơ sở hạ tầng cho các đồng chí làm việc ở cái phòng cơ chế một cửa này để làm nào thuận tiện cho người dân trong cái quá trình thực hiện các như là nội dung của gia đình và các tổ chức. Triển khai thực hiện chuyển đổi số đồng bộ nên hiện tại tỷ lệ hồ sơ trả đúng và trước hạn tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lạng Sơn luôn đạt trên 98%, mặc dù số hồ sơ tăng hàng năm. Theo số liệu thống kê, năm 2019, tỷ lệ này chỉ đạt 25%, thì trong tháng 3 năm 2024, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 98,78%, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn chỉ chiếm 1,22%. Ngoài ra, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã triển khai cung cấp 1.811 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.080 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 452 dịch vụ công trực tuyến một phần. Xác định xây dựng chính quyền số là nền tảng để thúc đẩy xã hội số, kinh tế số, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số chung. Tỉnh Lạng Sơn đã đầu tư kinh phí hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành, văn phòng điện tử ở cả 3 cấp, tỉnh, huyện và xã. Công tác phát triển chính quyền số đang được triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hùng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh Lạng Sơn đã tham gia chương trình Nhịp sóng số của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa ông, tỉnh Lạng Sơn thì tiếp tục đặt mục tiêu là sẽ là top trong nhóm 10 tỉnh
dẫn đầu về chuyển đổi số trong cả nước. Vậy thì để đạt được cái mục tiêu này thì Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh Lạng Sơn cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ có những cái kế hoạch cũng như là triển khai như thế nào trong công tác chuyển đổi số ạ? Trong những năm qua thì tỉnh Lạng Sơn thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 49 về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định rõ là 5 trụ cột sẽ triển khai công tác chuyển đổi số. Thứ nhất là chuyển đổi số trong cơ quan đảng, thứ hai là xây dựng công tác xây dựng chính quyền số, thứ ba nữa là xã hội số, kinh tế số và cửa khẩu số. Dạ vâng, vậy thì để đạt được những cái mục tiêu này thì Sở Thông tin Truyền thông cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh thì đã có những cái kế hoạch triển khai như thế nào, và đến thời điểm này chúng ta ghi nhận những cái thành công trong cái công tác chuyển đổi số là ra sao? Sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, đi đến năm 2030, thì tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông đã tham cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong giai đoạn 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong kế hoạch chuyển đổi số chúng tôi xác định là có 30 nhiệm vụ chỉ tiêu của 5 nhóm lĩnh vực sẽ tổ chức triển khai thực hiện. Thì đến thời điểm hiện nay thì tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành 21 trên 30 chỉ tiêu chuyển đổi số của tỉnh Lạng Sơn. Trong 21 trên 30 chỉ tiêu thì đã làm thay đổi các công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh Lạng Sơn rất là nhanh. 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã thì đều thực hiện công tác chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, rồi là các cái văn bản điện tử, rồi chữ ký số, rồi thì là thực hiện cái thông tin chỉ đạo điều hành thì hoàn toàn trên môi trường mạng. Việc triển khai các nền tảng số thì Lạng Sơn thì cũng có rất là nhiều các cách làm sáng tạo và cũng đã được triển khai nhân rộng mô trên toàn quốc. Ví dụ như hiện nay chúng tôi đã triển khai cái trợ lý ảo hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, rồi chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện gắn mã QR code trên các tuyến phố trên địa bàn toàn tỉnh. Lạng Sơn cũng là tỉnh đầu tiên có trên 500 tuyến phố được gắn mã QR code để phục vụ người dân có thể tra cứu các cái thông tin trên các cái tuyến phố. Rồi thì chúng tôi cũng đã triển khai tổ công nghệ số cộng đồng theo trên tinh thần là mỗi một thôn thì tổ dân phố thì sẽ có một tổ công nghệ số cộng đồng, và tổ trưởng tổ dân phố thì sẽ là tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng, tổ phó là bí thư đoàn thanh niên, và ngoài ra có sự tham gia của công an xã chính quy, rồi các cái lực lượng thanh niên trên địa bàn dân phố. Hiện thì chúng ta đang sử dụng hạ tầng số như thế nào để đạt được cái mục tiêu là chúng ta sẽ tiếp tục ở trong top nhóm 10 tỉnh thành đứng đầu về chuyển đổi số quốc gia? Cùng với cái việc mà triển khai các nền tảng số thì tỉnh Lạng Sơn cũng đã quan tâm đến việc phát triển hạ tầng số. Đặc biệt là chúng tôi có cái việc sự làm việc với lại hai cái doanh nghiệp lớn trên địa bàn là Viễn thông Lạng Sơn và VNPT, Viễn thông Lạng Sơn và tập đoàn Viettel Lạng Sơn. Hai doanh nghiệp là hai doanh nghiệp chủ lực sẽ đầu tư hạ tầng số trên địa bàn tỉnh. Đến nay thì 100% các cái khu vực mà trung tâm xã đến huyện đến tỉnh đều có mạng 3G, 4G và có internet cáp quang đến trung tâm xã. Cái khó khăn lớn nhất để chúng ta đạt được cái mục tiêu vẫn giữ vững ở trong cái top 10 nhóm chuyển đổi số quốc gia thì là cụ thể là như thế nào, và hiện nay thì chúng ta đã có kế hoạch để có thể khắc phục những cái khó khăn đó hay chưa? Cái khó khăn lớn nhất để chúng tôi có thể hoàn thành 21 trên 30 chỉ tiêu và chúng tôi tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện 9 cái chỉ tiêu còn lại, và đồng thời là cũng huy động cái sự vào cuộc của người đứng đầu các cấp các ngành từ cấp xã đến cấp huyện đến cấp tỉnh, và chúng tôi cũng tranh thủ với sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, rồi thì tham mưu gắn tỉnh ban hành đầy đủ các cái văn bản chỉ đạo, rồi thực hiện cái việc mà thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện. Thì hàng quý thì chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện giao ban công tác chuyển đổi số cho đến cấp huyện và cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Để mà có cái kết quả này đạt được hiệu quả thực chất thì chúng ta đã có những cái khảo sát như thế nào từ phía người dân và được cái sự ủng hộ của người dân ra sao trong cái việc mà chúng ta chuyển đổi số? Thông qua tổ công nghệ số cộng đồng thì chúng tôi đã truyền đạt được, hướng dẫn được đến tất cả các người dân trên địa bàn. Ví dụ như việc mở cửa hàng số để mua bán sản phẩm, mua bán các hàng hóa nông sản trên sàn thương mại điện tử. Thì thông qua cái tổ công nghệ số cộng đồng này thì họ sẽ đến từng hộ gia đình, đi từng ngõ, gõ từng nhà và tổ chức cái hướng dẫn cho người dân có thể là thực hiện thành thạo cái việc mà mua bán các cái sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Qua công tác khảo sát và đánh giá kết quả ở trên cái trang thương mại điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông ấy, thì tỉnh Lạng Sơn hiện nay đang là tỉnh đứng thứ 2 toàn quốc về số đơn hàng trên sàn thương mại điện tử và đứng thứ 4 toàn quốc về số giao dịch thành công trên sàn thương mại điện tử.
Với những cái kết quả như vậy thì năm 2023 tỉnh Lạng Sơn được Ủy ban chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số xếp hạng chuyển đổi số đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Với cái vị trí đứng thứ 6 thì tôi chắc chắn rằng là chúng ta đã có một cái công tác chuyển đổi số về thực chất và được sự ủng hộ từ người dân ạ. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ. Chính quyền số là khâu then chốt có vai trò định hướng dẫn dắt kinh tế số, xã hội số khi hoạt động của các cơ quan nhà nước được ứng dụng công nghệ thông tin và vận hành đồng bộ. Việc có sự kết nối liên thông không chỉ giúp giảm thiểu nhân lực, thời gian, chi phí mà còn làm tăng sự tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong giải quyết công việc. Chúng ta hy vọng sẽ còn có nhiều Lạng Sơn số hơn nữa trên toàn quốc. Và đến đây chương trình Nhịp sống số tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào 20:35 thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV.